Phật. A Di Đà 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 Phật. Trước linh sàng di ảnh đến thời chỉ dân bát cơm ngọc thực này, thời vương bốn chim chất linh em đặng tu tánh pháp danh diệu hiền, sống con ta tiên lai đạo gia đường tinh pháp văn kinh hưởng tài thọ thực, niệm Phật Di Đà mà cầu sanh cực lạc. Nay thời hỡi em ơi, lòng chỉ đây tương thời sao nỗi đành, cha mẹ ở xa còn chỉ ở nhà, lòng
lòng đau tất già. Ông bà nội ngoại thân bằng quyến thuộc đau đớn muốn trời. Ẩm dương cách biệt thờ không còn nữa. Dù đau đớn những lòng này nhớ nghĩ vấn lời Phật dạy. Mẹ cha bảo ban chị em cùng nhau chú toàn bổn phận. Thỏ mạng em thời lâm chung chỉ bùi ngùi thương tiếc. Chỉ biết nương nhờ Phật pháp nhiệm màu Phật lực siêu tăng. Vậy thời nay đàn tràng tánh tình chú nguyện chư tăng giá trị hộ niệm. Chúng hội đạo tràng các phụ các bà tấn bằng quyến thuộc. Vì em đến đây cầu siêu phụng tụng tu hành. Giờ này đã đến giờ thọ thực đàn trai. Bát cơm này chỉ thành tâm hiện cung. Ngưỡng nguyện chư Phật gia lân hộ niệm. Phóng ngọc hào quang tiết độ chân linh. Em thọ nhận bát cơm này. Ngọc thực đủ đầy. Nay thời không còn đau khổ. Ở phương xa bố mẹ thời hướng nguyện. Cầu cho em được thác hoa siêu sanh. Ở quê nhà đổi ngoại tà canh. Giọt lệ hồng đau lòng xót dạ. Thân bằng quyến thuộc nghĩ tưởng nhớ thương. Biết làm sao cứu được khỏi em. Luật vô thường thời là nhân qua. Cảnh hợp đang ắt lẻ xưa nay. Vậy thôi hỡi chân linh, em đàn tu tánh pháp danh diệu hiền. Hãy hiểu lời Phật dạy mà buông bỏ vạn duyên. Bát cơm ngọc thực này chỉ thay mặt gia đình bố mẹ. Mời em hướng niệm Di Đà là cứu cánh ngài ra. Ấm dương thảy đề hưởng phần lợi ích. Ngưỡng lao đại chúng dĩ khẩu đồng âm. Khác miệng đồng lời kết bè thảo phúc. Biến thực biến thủy chân ngôn cần nương trì tùng. Nam mô Sa Va Tam Ta Di Đà. Nam mô Sa Lô Phổ Yê Tăng Yê Tô Yê Tăng Sư Tha An Sô Lô Sô Lô Bồ La Sô Lô Bồ La Sô Lô Sô Bồ An Yê Yê Nam Sa Mô Ba Ba Lê La An Yê Yê La Sa Mô Ba Ba Lê La An Yê Yê